Truyện ngắn Chuỗi Ngọc Lam. Tác giả Phung Từng Osler. Ngày cô bé Joan Gray đẩy cửa bước vào tiệm của Pierre Richard, thì Pierre là con người cô độc nhất thành phố. Có lẽ hồi ấy, các bạn đã được nghe phong phanh câu chuyện đó. Nhưng báo chí không nêu tên, mà cũng không kể chi tiết, nên hôm nay tôi xin thuật lại tường tận. Pierre đã được ông nội để lại cho một cửa tiệm bán đồ cổ. Trong cái tủ kính nhỏ xíu, anh chất đủ các thứ đồ kỳ cục. Nào vòng, mề đay đeo vào dây chuyền có từ thế kỷ trước, nhẫn vàng, hộp bạc, ngọc thạch hoặc ngà chạm trổ, tượng nhỏ bằng sứ. Vào buổi chiều mùa đông hôm đó, một em gái đứng áp trán vào tủ kính, trố mắt ngó kỹ từng vật cổ lỗ đó như muốn kiếm một vật gì. Bỗng em ngẩng đầu lên, vẻ khoan khoái rồi đẩy cửa bước vào tiệm. Tiệm tối tăm mà còn bừa bãi hơn mặt tiền nữa. Có những ngăn tủ muốn sập vì chất quá nặng. Hộp đựng tư trang, súng lục cũ không còn dùng được nữa, đồng hồ chuông đèn. Còn trên sàn thì chất đống nào là giá để củi trong lò sưởi, đờn mandolin và những đồ cũ kỹ khó mà phân loại được. Pierre ngồi ở sau quầy. Mặc dầu mới ngoài 30, mà tóc của anh đã hoa râm. Anh ngó cô bé. Em hỏi. Thưa ông, con có thể coi chuỗi ngọc lam bày ở tủ kính không ạ? Pierre kéo tấm màn, lấy chuỗi ngọc ra đưa cho cô bé xem. Những viên ngọc lam chiếu rực rỡ trong bàn tay xanh xao của anh. Em đỡ lấy, thốt lên lời khen. Đẹp quá, xin ông gói lại thành một gói đẹp cho con. Pierre lạnh lùng ngó em. Có ai sai em đi mua hả? Thưa không, con mua cho chị gái con. Chị đã nuôi nấng con từ khi mẹ mất. Đây là lễ Noel đầu tiên chị em con được ở gần nhau. Con muốn tặng chị một món quà đẹp. Pierre nghi ngờ hỏi. Em có bao nhiêu tiền? Em mở khăn tay ra, đổ lên bàn một nắm bạc xu và bảo. Con đã đập con heo của con ra đấy. Pierre ri chất ngó em, vẻ trầm tư. Rồi anh ý tứ cầm chuỗi ngọc lên, sợ em trông thấy giá tiền. Làm sao có thể nói thẳng cho em biết được. Cặp mắt xanh đầy tin tưởng của em gợi cho anh nhớ lại vết thương lòng thời trước. Quay lưng lại em, anh bảo. Em đợi một chút nhé. Rồi vừa lúi húi làm một việc gì đó, anh vừa quay lại hỏi. Em tên gì? Thưa, Joan Gray. Khi quay lại, thì trong tay anh đã cầm một gói nhỏ bao bằng giấy lụa đỏ và cột bằng một băng lụa màu xanh lá cây. Anh đưa cho em bé và bảo. Này, coi chừng em đừng đánh rơi nhé. Em Joan mỉm cười rạng rỡ, chạy vụt về nhà. Anh nhìn theo, một nỗi buồn mênh mông dâng lên trong lòng. Em nhỏ đó và chuỗi ngọc lam khêu gợi lại một vết thương lòng, nó không bao giờ lành hẳn của anh. Tóc em vàng như lúa chín, mắt em xanh như nước biển. Mới mấy năm trước, anh đã yêu một thiếu nữ cũng có mớ tóc đó, cặp mắt đó. Chuỗi ngọc đã tính để tặng nàng, nhưng một chiếc xe tải trượt bánh trên con đường trơn trượt một đêm mưa đã cướp đi cô gái mà anh yêu hết mực. Từ đó anh sống cô độc, ôn lại hoài nỗi khổ tâm. Anh ân cần lễ độ tiếp khách, nhưng ngoài công việc ra, anh thấy đời trống rỗng vô nghĩa một cách khủng khiếp. Lầm lì, không giao thiệp với ai, anh ráng quên mà không quên được, nỗi thất vọng như sương mù cứ mỗi ngày mỗi dày đặc. Cặp mắt xanh của em, Joan Gray gợi cho anh hình ảnh người yêu. Vào dịp lễ này, khách hàng tới đông, ai cũng bộc lộ niềm vui làm cho anh càng đau lòng. Khách qua đường bước vào tiệm, chuyện trò, sờ mó các món đồ, trả giá lăng xăng. Đêm Noel đã khuya rồi, khi người khách cuối cùng bước ra, Pierre Richard thở phào nhẹ nhàng. Thôi thế là qua được năm nay, nhưng anh đã lầm. Cửa thình lình mở ra, một thiếu nữ xông vào. Anh thấy nhói ở tim. Thiếu nữ có vẻ mặt quen quen nhưng anh không nhớ rõ đã gặp ở đâu, hồi nào. Tóc cô vàng hoe, mắt xanh thăm thẳm. Cô im lặng lấy trong túi xách ra một gói nhỏ, bao vội vàng bằng một thứ giấy lụa đỏ, lại có cả cái băng lụa màu xanh lá cây đã mở ra rồi, và những viên ngọc lam chiếu rực rỡ trên bàn. Chiếc chuỗi ngọc lam này có phải của tiệm ông không? Pierre ngước mắt lên nhìn cô, nhẹ nhàng trả lời. Phải. Phải ngọc thật không? Nhất định rồi, không phải thứ ngọc quý nhất nhưng ngọc thật đó. Ông có nhớ đã bán cho ai không? Bán cho một cô bé, tên em là Doan.
em mua để tặng quà Noel cho chị gái của em. Giá bao nhiêu? Pierre nghiêm mặt đáp. Tôi không khi nào nói giá tiền khách hàng đã trả cho tôi. Em Doan chỉ có ít đồng tiền tiêu vặt, làm sao em có đủ tiền mua chuỗi ngọc này? Trong lúc đó, Pierre vuốt kỹ lại tờ giấy lụa, gói lại chuỗi ngọc. Anh bảo, em đã trả đắt hơn hết thảy các người khác, và bằng tất cả những gì em có, em đã đưa tôi hết. Hai người lặng thinh, cửa hàng bỗng tĩnh mịch lạ thường. Tiếng chuông từ một giáo đường ở gần đó bắt đầu đổ, văng vẳng đưa lại. Cái gói nhỏ đặt trên bàn, vẻ thắc mắc dò hỏi trong cặp mắt thiếu nữ và cảm giác hồi sinh kỳ dị dồn dập dâng lên trong lòng Pierre. Tất cả những cái đó đều là do tình yêu của một em nhỏ. Nhưng sao ông lại làm như vậy? Pierre vừa đưa gói nhỏ đó cho cô vừa trả lời. Hôm nay là ngày Noel. Tôi bất hạnh không có ai để tặng quà. Cô cho phép tôi đưa cô về nhà và chúc cô một lễ Noel vui vẻ với gia đình nhé. Thế là trong tiếng chuông đổ hồi, giữa một đám đông vui vẻ, Pierre Richard và một thiếu nữ mà anh chưa biết tên cùng nhau bước qua một ngày mới, đem lại nguồn hy vọng tràn trề trong lòng mọi người.